Trong nhiều năm qua, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt ngã tư An Sương vào diện cảnh báo nguy hiểm. Vì vậy, tại đây luôn có cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên để điều tiết lưu lượng xe cộ qua lại một cách hợp lý. Chính quyền thành phố cũng đang gấp rút triển khai dự án xây dựng hầm chui thông từ quốc lộ 1 về đường Trường Chinh nhằm kéo giảm mật độ xe cộ qua lại tại khu vực ngã tư. Thế nhưng xe vẫn ùn ứ và tai nạn vẫn xảy ra trước mắt. Trời ơi, nói thiệt với em cái đó hả, là mỗi ngày kẹt xe. Cái gì chứ, ví dụ kẹt xe em khỏi nói thôi, mỗi ngày. Kẹt xe là một, mà tai nạn là hai. Ừ, nhiều lắm. Mà cô thấy ở đây tai nạn nhiều nè. Là cái khúc bên kia quốc lộ 22. Chứ ở đây là nhiều nhất chứ còn không có chỗ nào. Hay ngã tư nữa. Ngã tư còn xây á. Hay thường xảy ra, khi mà xảy ra tai nạn giao thông là hay kẹt xe. Bên đường nó cũng kẹt đó. Đôi lúc nó cũng bị xe va quẹt này kia, đốt ngồi đây là thấy. Vì lúc người ta đi xe, thấy xe qua rồi cũng vẫn đi qua vậy đó. Thấy xe lớn đi ngang qua, vẫn đi qua nên đôi lúc cũng bị trường hợp đó là bị cho mình đi ảo. Tổng hợp ý kiến phản ánh từ người dân địa phương thì nguyên nhân chính khiến ngã tư An Sương mất an toàn giao thông là vì lòng đường quá hẹp, trong khi lưu lượng xe qua lại phần lớn là xe tải trọng lớn. Hướng dễ xảy ra tai nạn và va quẹt nhất là đoạn đầu đường Trường Chinh, nơi giao nhau với khu vực vòng xoay và đoạn bên hông cầu vượt hướng từ Thủ Đức về quốc lộ 22 thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Coi nên trong ngoài đường nó cũng hẹp quá. À giờ xe còn nó đông, à xe tải giờ này nó về nè, thấy không, đông. Tại xe này từ trên Long Quang nó về sớm nhiều, về nhiều. Tại bên Phan Văn Hớn nó đâu có về xuống được, nó hẹp. Nói chung này gây tai nạn nhiều. Do thì cái đường nó quá hẹp, cái phạm vi mà cái vòng xoay nó quá hẹp, nó đâm ra cái vấn đề là xe cộ nó lưu thông, nó nhiều khi nó lấn đường hay là tao qua đường nữa, đó là xe nó đụng vô.